Chương 63. Thường thường khi diễn vở bi kịch Aureolus trong nhà hát hay nhà hát vòng, người ta thường bố trí sao cho có thể mở ra và tạo nên hai cảnh riêng biệt. Nhưng sau buổi diễn trong khu vườn của hoàng đế, người ta chán cách thông thường ấy bởi người ta chỉ muốn sao cho nhiều người nhất có thể được tận mắt trông thấy cái chết của tên nô lệ bị đóng đinh lên thập tự, kẻ mà trong kịch sẽ bị gấu xé xác. Trong các nhà hát, vai gấu thường do diễn viên khoác bộ da gấu đóng, nhưng lần diễn này sẽ là gấu thực, đó chính là ý mới của Tigellinus. Thoạt tiên hoàng đế bảo trước là ngài sẽ không tới dự, nhưng do sự vật này của kẻ đang được sủng ái, ngài lại thay đổi ý định. Tigellinus giải thích cho ngài rằng sau chuyện xảy ra trong vườn, ngài lại càng cần phải xuất hiện trước chúng dân. Đồng thời hắn cũng cam đoan rằng tên nô lệ bị đóng đinh câu rút sẽ không thể nhục mạ hoàng đế như ông Crispus đã làm. Dân chúng đã phần nào bảo hòa và mệt mỏi với việc đổ máu, người ta bèn báo trước rằng sẽ phát một đợt vé xổ số mới và tặng quà, đồng thời sẽ có tiệc đêm vì buổi diễn sẽ được tổ chức vào buổi tối, trong nhà hát được chiếu sáng với dày đặc đèn nến. Quả thực, ngay lúc sẩm tối, toàn bộ tòa nhà đã đầy nghẹt người. Tất cả các cận thần đứng đầu là Tigellinus đều có mặt đông đủ, không phải để xem diễn mà chủ yếu là để bày tỏ cùng hoàng đế lòng trung thành của mình sau chuyện vừa xảy ra, và để trò chuyện với nhau về lão Khilon, người mà toàn thành Rome đang nói đến. Người ta thì thầm vào tai nhau rằng, sau khi ở vườn về, hoàng đế giận điên lên, ngài không sao chợp mắt nổi, ngài bị những cơn hãi hùng và những giấc mơ kinh dị, cho nên ngay ngày hôm sau, ngài liền tuyên bố sắp lên đường đi A Khai. Mặc dù những người khác bác lại khẳng định rằng giờ đây ngài sẽ lại càng nghiệt ngã hơn nữa đối với dân Thiên Chúa Giáo, cũng không thiếu những kẻ hèn nhát thấy trước rằng lời buộc tội mà lão Khilon đã ném vào mặt hoàng đế trước đám đông có thể sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ nhất. Rốt cuộc cũng có những người yêu cầu Tigellinus chấm dứt những cuộc khủng bố xuất phát từ lòng nhân đạo. Các ngài hãy xem các ngài đang đi tới đâu, Bacchus Soranus nói, các ngài muốn làm dân chúng thỏa nỗi hận thù và khiến cho họ tin rằng hình phạt đã giáng xuống những kẻ có tội, vậy mà kết quả hoàn toàn ngược lại. Đúng thế, Antius Tius Verus thêm, hiện nay tất cả mọi người đều xì xào rằng bọn họ là những người vô tội, nếu như đó mà lại là sự khéo léo thì lão Khilon quả đã có lý khi nói rằng bộ óc của các ngài đang đựng đầy nổi một chiếc đĩa tí xíu. Tigellinus quay về phía họ và nói, người ta cũng còn thì thầm với nhau rằng, cô con gái Servilia của ông hỡi Bacchus Soranus và bà vợ của ông hỡi Antistius đã che giấu bọn nô lệ thiên chúa của mình trước công lý của hoàng thượng. Đó là điều sằng bậy, Bacchus lo lắng kêu lên. Chính các mụ ly dị chồng của các người muốn giết hại vợ tôi vì ghen tức với phẩm hạnh của nàng. Antistius Verus nói với vẻ không kém phần lo lắng. Còn những người khác lại trò chuyện về lão Khilon. Lão làm sao thế nhỉ? Eprius Marcellus nói, chính lão đã nộp họ vào tay Tigellinus. Từ một kẻ khốn cùng, lão đã trở nên giàu có. Lão có thể yên ổn sống nốt những ngày còn lại của mình, có được một đám ma tuyệt vời và một nấm mồ xinh xắn. Vậy mà không, lão lại muốn mất sạch sành sanh trong chớp mắt và cả mạng nữa. Quả thực, chắc lão điên. Lão không điên mà đã trở thành một tín đồ thiên chúa, Tigellinus bảo. Lẽ nào lại thế được? Vitellius cất tiếng. Tôi đã bảo từ trước mà, Vitellius xen vào. Các vị cứ giết bọn tín đồ thiên chúa đi, nhưng xin hãy tin tôi, chớ có đánh nhau với vị thần của bọn họ.
chuyện này không đùa được. Các vị hãy nhìn xem đang diễn ra những gì nào. Tôi không đốt cháy Rome, nhưng nếu như hoàng thượng cho phép, tôi sẽ dâng đồ tế hiến sống cho vị thần của bọn họ. Và tất cả mọi người lẽ ra đều phải làm như vậy mới phải. Bởi vì tôi xin nhắc lại, không thể đùa với ông ta được đâu. Xin các vị cứ nhớ cho là tôi đã bảo trước các vị như thế. Còn tôi lại nói khác. Ông Petronius nói, Tigellinus cười khi tôi bảo rằng bọn họ đang chống cự, còn giờ đây tôi sẽ nói thêm, bọn họ đang chiếm lĩnh nữa kia. Sao thế? Vài giọng hỏi lại. Thề Copolus, bởi nếu như ngay cả lão Khilon còn không cưỡng nổi họ, thì ai có thể cưỡng lại nổi? Nếu như các ngài nghĩ rằng sau mỗi một buổi diễn lại không có thêm những tín đồ Thiên Chúa mới, thì với toàn bộ sự am hiểu Rome của mình, các ngài sẽ trở thành gã thợ nồi, hoặc các ngài bắt đầu đi cạo râu cằm đi là vừa. Vì khi ấy các ngài sẽ thấy rõ hơn dân chúng đang nghĩ gì và trong thành phố đang có gì diễn ra. Ông ta nói đúng quá, thề có chiếc áo peplum của nữ thần Diana, Vestinus kêu lên. Nhưng Pacus quay sang ông Petronius, ông muốn đưa đến đâu? Tôi muốn kết thúc ở chỗ mà các ngài bắt đầu, quá đủ máu rồi. Tigellinus nhìn ông châm chọc và nói, ê, thêm chút xíu nữa thôi. Nếu như ông thiếu cái đầu thì hẳn còn cái đầu thứ hai ở chót gậy đấy, ông Petronius đáp. Cuộc trò chuyện cắt ngang, vì hoàng đế đến, ngài ngồi vào chỗ của mình, có chàng Pythagoras tùy tòng. Ngay sau đó người ta bắt đầu diễn vở Oreotus mà người ta thực ra cũng không để ý xem lắm vì còn mãi nghĩ tới lão Khilon. Dân chúng đã quá quen với cực hình và máu, cũng chán ngán, họ phát ra những tiếng kêu không tán thưởng đối với triều thần và đòi mau mau tới cảnh diễn có gấu, cảnh hấp dẫn nhất. Nếu không có hy vọng được nhìn lão già bị trị tội và không có quà tặng thì chỉ đọc cảnh diễn thôi không thể giữ nổi đám đông. Cuối cùng giây phút chờ đợi đã tới, trước hết các tiểu đồng phục dịch nhà hát khiêng ra một cây thập tự bằng gỗ khá thấp để gấu có thể chồm đến ngực kẻ chịu xử tội. Tiếp đến hai người nữa dẫn, mà đúng hơn là kéo lão Khilon ra, vì xương chân gãy nát nên lão không thể tự đi được. Người ta đặt lão và đóng lên gỗ nhanh đến nỗi những vị cận thần tò mò không kịp nhìn cho thật rõ. Và mãi tới khi cây thập ác được cố định vào cái hố đã chuẩn bị sẵn, mọi cặp mắt đều dồn vào lão. Nhưng hiếm ai có thể nhận ra lão Khilon ngày trước ở ông cụ già trần truồng này. Sau những cực hình mà Tigellinus ra lệnh tra tấn lão, trên mặt lão không còn lấy một giọt máu, và chỉ trong bộ râu cằm trắng bạc mới thấy có vết đỏ của máu động lại khi lão bị dứt đứt lưỡi. Qua làn da trong suốt gần như có thể nhìn rõ từng chiếc xương của lão. Lão có vẻ già hơn trước rất nhiều, gần như lụ khụ. Ngược lại, trước khi mắt lão bao giờ cũng ném ra những cái nhìn vĩnh hằng, bất an và đầy dữ dội. Bộ mặt nhạy cảm của lão hồi trước bao giờ cũng phảng phất vẻ lo lắng và phấp phỏng triền miên. Giờ đây, mặt lão lộ vẻ đau đớn nhưng lại ngọt ngào và bình thản, như mặt những người đang ngủ say hay đã chết. Có thể trí nhớ về tên vô lại trên thập tự được Chúa Christus xá tội đã cấp thêm cho lão lòng tin. Cũng có thể lão nói thầm với vị Chúa nhân từ rằng, Chúa ơi, tôi đã từng đốt người như một con sâu độc, nhưng suốt cả cuộc đời tôi là một kẻ bần hàn, đói khát, người ta chà đạp tôi, đánh tôi và áp bức tôi. Chúa ơi, tôi là kẻ nghèo hèn và vô cùng bất hạnh. Giờ đây họ đang bắt tôi phải chịu cực hình và đóng đinh tôi lên cây thập tự. Vậy xin người, hỡi Chúa nhân từ, chớ đạp bỏ tôi trong giờ chết. Và hẳn là sự bình an đã thâm nhập vào trái tim nhỏ nhoi của lão. Không ai cười, vì trong con người bị đóng đinh câu rút này có gì đó thật khẽ khàng. Lão già yếu, không chút sức tự vệ, như cầu xin lòng
thương hại bằng sự nhẫn nhục của mình, đến nỗi bất giác mỗi người đều tự hỏi, lẽ nào có thể hành hạ và đóng đinh câu rút những kẻ không cần việc ấy cũng chết đến nơi rồi. Đám đông câm lặng, giữa đám cận thần, Vestinus nghiêng người sang trái, sang phải, thì thào bằng giọng kinh hoàng, các vị hãy nhìn xem họ chết ra sao kia kìa. Những kẻ khác chờ con gấu xuất hiện, lòng chỉ cầu mong cho buổi diễn kết thúc thật nhanh. Rốt cuộc con gấu cũng nặng nề bò ra đài diễn, lắc lư về hai bên cái đầu cúi thấp. Nó hé mắt nhìn chung quanh, dường như đang suy nghĩ hay tìm kiếm điều gì. Cuối cùng nó nhìn thấy cây thập tự, trên đó là một thân hình trần truồng. Nó bèn tiến lại gần, nhổm dậy, nhưng rồi sau đó lại thả hai chân trước xuống đất và ngồi ngay dưới chân cây thập tự, bắt đầu gầm gừ, dường như tình thương hại cũng lên tiếng ngay trong trái tim thú dữ của nó trước mảnh thân người này. Những tiếng kêu khích lệ vang ra từ miệng bọn phục dịch nhà hát, nhưng dân chúng vẫn câm lặng. Trong khi đó, lão Khilon chậm chạp ngước đầu, và một hồi lâu lão lướt mắt nhìn qua những người xem. Cuối cùng cái nhìn của lão dừng lại ở đâu đó trên những dãy ghế cao nhất của nhà hát. Ngực lão bắt đầu phập phồng gấp gáp hơn, và lúc ấy chợt xảy ra điều khiến người xem thán phục và kinh ngạc. Đó là khuôn mặt của lão chợt rạng rỡ một nụ cười, vầng trán lão như có ánh hào quang bao phủ. Trước lúc chết, mắt lão ngước lên nhìn trời, và lát sau hai giọt nước mắt to tướng tràn ra dưới mi, chậm chạp lăn trên mặt lão, rồi lão qua đời. Và khi ấy một giọng đàn ông dõng dạc kêu lên ở phía trên cao dưới tấm che trần, bằng an cho những người tử vì đạo. Một sự im lặng nặng nề trùm lên cả nhà hát. Chương 64. Sau cảnh diễn trong khu vườn thượng uyển của hoàng đế, những nhà ngục rỗng đi trông thấy. Thực ra người ta cũng bắt thêm và cầm tù được những nạn nhân mới bị nghi ngờ là tin theo cái giáo phái phương Đông. Nhưng những cuộc truy quét cung cấp nhờ họ cho nhà tù mỗi lúc một ít hơn, chỉ vừa đủ để dùng cho những buổi diễn tiếp theo, thực ra cũng đã tới hồi mãn cuộc. Đã no máu người, dân chúng càng ngày càng thể hiện sự chán ngán và mỗi lúc một thêm lo lắng vì cách xử sự chưa từng gặp của những người bị xử tử. Những nỗi lo sợ của anh chàng Vestinus mê tín chế ngự hàng nghìn tâm hồn. Trong đám dân chúng, người ta kháo nhau những chuyện mỗi lúc một kỳ dị hơn về tính thù hành của vị thần Thiên Chúa. Bệnh sốt thương hàn của nhà ngục lan tràn trong thành phố lại càng khiến cho nỗi lo sợ chung tăng thêm. Người ta thường gặp những đám ma và thì thầm vào tai nhau rằng cần có những lễ vật giải hạn mới để cầu khẩn vị linh thần chưa tường nọ. Trong các thần miếu, người ta dâng lễ vật lên thần Jupiter và nữ thần Libitina. Cuối cùng, mặc mọi cố gắng của Tigellinus và đồng đảng, nhưng ngày càng lan rộng ý kiến cho rằng thành phố bị đốt cháy theo lệnh của chính hoàng đế, còn những tín đồ Thiên Chúa phải chịu oan. Song cũng chính vì vậy, cả Nero lẫn Tigellinus đều không ngừng những cuộc khủng bố để làm thỏa mãn dân chúng. Người ta ban bố thêm những quy định mới về việc ban phát lương thực, rượu nho và dầu ô liu. Người ta công bố những quy chế dễ dàng hơn cho việc tái thiết nhà cửa, đầy những điều khoản giảm nhẹ cho chủ nhà, cùng những quy chế khác liên quan tới độ rộng của đường phố và những loại vật liệu cần dùng trong xây cất để trong tương lai tránh được hỏa tai. Chính hoàng đế cũng thường tới dự những cuộc họp bàn của viện nguyên lão và cùng các bậc cha ông thảo luận về quyền lợi của chúng dân và thành phố. Ngược lại, đối với những tội nhân, ngài không ban cho một chút nhỏ ân phúc nào. Vị chúa tể thế giới lo lắng trước hết đến việc cấy sâu vào dân chúng niềm tin rằng chỉ có những kẻ thật sự có tội mới phải chịu những sự trừng phạt không khoan nhượng như thế. Tại viện nguyên lão không hề có tiếng nói nào cất lên ủng hộ tín đồ Thiên Chúa.
vì không một ai muốn chạm đến hoàng đế. Thêm vào đó, những người có tầm nhìn xa hơn về tương lai khẳng định rằng trước cái tín ngưỡng mới kia, những nền tảng của quốc gia La Mã không thể tồn tại nổi. Người ta chỉ trả lại cho gia đình những kẻ đang hấp hối cùng những người đã chết, vì luật lệ La Mã không trả thù những người chết. Đối với Vinicius cũng là điều nhẹ nhõm khi chàng nghĩ rằng một khi Lygia qua đời, chàng sẽ chôn nàng vào mộ của gia đình và rồi sẽ được an nghỉ cạnh nàng. Chàng không còn một chút hy vọng nào có thể cứu nàng thoát chết. Bản thân chàng đã tách rời khỏi cuộc đời phân nửa, cũng chỉ hoàn toàn hiến dâng cho Chúa Christus, không mơ ước tới một mối liên hệ nào khác ngoài liên hệ vĩnh hằng. Lòng tin của chàng trở nên sâu thẳm, đến nỗi trước lòng tin ấy chàng thấy sự vĩnh hằng kia là một cái gì còn thực tế và chân chính hơn kiếp tồn tại tạm thời mà chàng vẫn sống cho tới nay. Trái tim chàng tràn ngập một niềm say mê rất tập trung. Chàng biến thành một sinh linh gần như không có thân xác. Sinh linh ấy chỉ khao khát sự giải thoát hoàn toàn cho bản thân mình và cho linh hồn thương yêu thứ hai nữa mà thôi. Chàng hình dung thấy khi ấy, cùng với Lygia, chàng sẽ tay nắm tay bay lên trời, nơi Chúa Christus sẽ ban phước cho cả hai và cho họ được sống trong một thế giới bình yên và rộng lớn như ánh ráng trời. Chàng chỉ cầu xin Chúa Christus để người tránh cho Lygia khỏi phải chịu nhục hình trong hí trường, vì chàng cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng chính chàng sẽ cùng chết với nàng. Chàng nghĩ rằng trước cái biển máu đã đổ ra kia, chàng không có quyền chờ đợi rằng một mình nàng sẽ được cứu sống. Chàng nghe ông Piot và Pavel nói rằng ngay cả họ nữa cũng sẽ phải chết như những người tử vì đạo. Hình ảnh lão Khylon trên cây thập tự khiến chàng tin rằng cái chết, ngay cả cái chết khổ hình, cũng có thể vẫn ngọt ngào. Chàng thầm mong nó đến cho cả hai như một sự biến đổi đáng khát khao từ kiếp sống dữ dằn, buồn thảm và nặng nề sang một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng chàng đã nếm mùi vị cuộc sống của thế giới bên kia. Nỗi buồn dâng lên từ hai linh hồn của chàng và nàng mất dần vị đắng cay bỗng rát xưa kia và biến dần thành một sự tận hiến bình an ngoại giới nào đó cho ý chí của Chúa. Trước kia, Vinicius vất vả bơi ngược dòng, chàng phải chống cự và mệt mỏi. Giờ đây chàng thả người xuôi theo sóng, tin rằng nó sẽ mang chàng tới chốn yên tĩnh vĩnh hằng. Chàng đoán rằng cũng như chàng, Lygia sửa soạn để được chết, rằng mặc dù những bức tường nhà tù ngăn cách họ, nhưng họ sẽ được cùng đi, và chàng mỉm cười với ý nghĩ này như với chính niềm hạnh phúc. Quả thực, họ cùng bước nhịp nhàng, dường như hàng ngày họ được cùng nhau chia sẻ những ý nghĩ của nhau rất lâu vậy. Ở Lygia cũng không còn một khát vọng nào, một hy vọng nào ngoài niềm hy vọng về cuộc đời ở thế giới bên kia. Đối với nàng, cái chết không những chỉ là sự giải thoát khỏi những bức tường nhà giam khủng khiếp, khỏi tay hoàng đế và Tigellinus, không những chỉ là sự cứu rỗi, mà còn là lúc được cưới Vinicius. Đứng trước sự tin chắc không hề lay chuyển này, tất thảy những niềm tin khác mất hết sức nặng. Sau cái chết với nàng sẽ bắt đầu niềm hạnh phúc nhuốm màu trần thế nữa. Vì vậy nàng chờ cái chết như vị hôn thê đón chờ giờ phút hôn lễ. Và dòng tin tưởng vô biên này, dòng nước cuốn tách khỏi cuộc đời để mang sang thế giới bên kia hàng nghìn tín đồ đầu tiên, cũng cuốn theo cả bác Ursus nữa. Ngay cả bác suốt một thời gian dài cũng không lòng nào đồng ý với cái chết của Lygia. Song một khi hàng ngày qua những bức tường nhà tù, lọt vào tin tức về những gì diễn ra ở các nhà hát và các khu vườn, nơi cái chết trở thành một nỗi khổ hình chung không sao tránh khỏi của tất cả những người Thiên Chúa, đồng thời lại là điều tốt đẹp của họ, cao hơn tất thảy những khái niệm trần thế về hạnh phúc, thì rốt cuộc bác cũng không dám nguyện cầu Đức Chúa Christus
để người lấy đi của Lygia niềm hạnh phúc kia, hoặc hoãn nó lại cho nàng sau những tháng năm dài dằng dặc. Trong tâm liên chết phát hoang dã của mình, bác còn nghĩ rằng lẽ ra vị công chúa con thủ lĩnh của những người Lysi cần được hưởng nhiều hơn và sẽ được nhận nhiều những niềm lạc thú thiên giới kia hơn cả đám tiện dân như bác, rằng trong niềm vinh quang cực lạc nàng sẽ được ngồi gần con chiên hơn những kẻ khác. Quả tình bác cũng từng nghe rằng đứng trước Chúa mọi người thảy đều bình đẳng, nhưng trong tận đáy sâu tâm hồn vẫn còn âm ỉ niềm tin tưởng rằng công chúa con thủ lĩnh lại là vị thủ lĩnh của tất thảy những người dân Lygi thì không thể sống như một nữ nô lệ bất kỳ được. Bác cũng cầu mong Đức Chúa Christus sẽ để cho bác được tiếp tục hầu hạ nàng. Còn đối với bản thân, bác chỉ có một niềm khát khao được giấu kín là làm sao bác sẽ có thể được chết như con chiên trên cây thánh giá. Nhưng bác thấy hình như đó là một hạnh phúc lớn lao quá đỗi, nên mặc dù biết rằng ở Rome người ta đã từng đóng đinh câu rút ngay cả những tên tội phạm tồi tệ nhất, bác vẫn không dám cầu nguyện xin được chết như thế. Bác nghĩ rằng chắc chắn người ta sẽ bắt bác phải chết dưới nanh thú dữ, và điều đó trở thành nỗi lo lắng nội tâm của bác. Ngay từ nhỏ bác đã sống trong những khu rừng hoang rậm rịt, bạt ngàn, trong những cuộc đi săn thú triền miên, và nhờ có sức khỏe hơn người, bác đã nổi tiếng trong những người Lygi từ khi chưa thành người lớn. Săn thú đã trở thành công việc yêu thích của bác, đến nỗi sau này ở Rome, khi phải từ bỏ nó, nhưng bác vẫn thường lui tới các chuồng thú và nhà hát để được nhìn những con thú quen hoặc không quen. Hình ảnh của chúng làm dậy lên trong lòng bác ý muốn chiến đấu và giết chết chúng, nên giờ đây bác lo lắng trong dạ rằng một khi phải đương đầu với chúng trong nhà hát, bác sẽ sa vào những ý nghĩ ít xứng đáng với tín đồ Thiên Chúa giáo, người lẽ ra phải chịu chết sùng kính và nhẫn nại. Nhưng ngay cả trong việc ấy, bác cũng gửi gắm vào Chúa Christus và tự an ủi bằng những ý nghĩ khác ngọt ngào hơn. Bác nghe nói rằng con chiên đã tuyên chiến chống lại những lực lượng địa ngục và loài quỷ dữ mà tín ngưỡng Thiên Chúa. Tính gộp vào đó tất cả các vị thần linh ngoại đạo, bác nghĩ rằng trong cuộc chiến tranh kia, bác sẽ là người trợ thủ đắc lực đáng kể cho con chiên. Bác sẽ biết cách phụng sự người giỏi hơn những kẻ khác, vì bác không sao có thể thừa nhận rằng linh hồn bác sẽ không mạnh hơn linh hồn những kẻ tử vì đạo khác. Vả chăng bác cầu nguyện suốt cả những ngày dài phục vụ các bạn tù, giúp đỡ bọn cai ngục và an ủi công chúa của mình những khi nàng tiếc than rằng trong cuộc đời quá ngắn ngủi này nàng chưa thể thực hiện được nhiều công tích như nàng Tabitha từng lường danh đã từng thực hiện, người mà hồi trước ông Pius từng kể cho nàng nghe. Ngay cả trong ngục tối, bọn cai ngục cũng kiêng sợ sức lực khủng khiếp của người khổng lồ này, vì trước cái sức lực nhường kia, không có song sách nào đủ vững. Song rốt cuộc, chúng lại yêu mến bác vì tính tình đôn hậu của bác. Nhiều lần, ngạc nhiên vì sự ôn hòa của bác, chúng hỏi bác nguyên nhân vì sao. Bác bèn trả lời chúng với một niềm tin chắc không lay chuyển về cuộc sống đang chờ đợi bác sau khi chết, khiến chúng kinh ngạc lắng nghe, bởi lần đầu tiên chúng thấy được hạnh phúc có thể xuyên thấu vào hầm ngầm, nơi ngay cả ánh mặt trời cũng không lọt tới nơi. Và khi bác thuyết phục chúng hãy tin vào con chiên, không chỉ một tên nhận ra công việc của hắn chỉ là công việc của một thằng nô lệ, còn cuộc sống là của một kẻ khốn cùng, không chỉ một tên đâm ra suy ngẫm về nỗi thống khổ của bản thân mình, mà chỉ có cái chết mới chấm dứt nổi. Có điều, chính cái chết lại khiến chúng sợ hãi, và chúng chẳng thể hứa hẹn gì cho bản thân sau khi nó đến. Trong khi đó, người khổng lồ xứ Lygi này cùng cô thiếu nữ trông tựa như một đóa hoa bị ném vào ổ rơm nhà ngục kia lại bước tới với cái chết, sung sướng như đón hạnh phúc trở về. Chương 65.
Một tối nọ, nguyên lão nghị viện Sevenus đến thăm ông Petronius và trò chuyện rất lâu với ông về cái thời buổi nặng nề mà cả hai đang sống, cũng như về hoàng đế. Ông ta nói công khai đến nỗi, mặc dù là bạn của nhau, ông Petronius cũng bắt đầu dè chừng. Ông ta than thở rằng thế giới đi theo đường cong queo điên loạn và tất cả những thứ này gộp lại nhất thiết sẽ phải kết thúc bằng một tai họa còn khủng khiếp hơn cả đám cháy thành Rome. Ông ta nói rằng ngay cả các cận thần cũng hết thích thú. Fannius Rufus, viên tổng quản cấm quan thứ hai, bắt buộc phải chịu đựng sự chuyên chế tổm lợm của Tigellinus, và cả họ Seneca bị dồn đến chỗ buộc phải lên án hoàng đế. Cả các vị thầy tuổi tác lẫn thầy chàng Lucan. Cuối cùng, ông ta nêu lên sự không hài lòng của dân chúng, thậm chí của lính cấm vệ mà phần lớn có cảm tình với Fannius Rufus. Sao ông lại nói chuyện ấy? Petronius hỏi ông ta. Vì lo lắng cho hoàng thượng, Savinus đáp, tôi có một người bà con xa trong đám cấm quân, tên gọi là Savinus, giống như tên tôi, và qua anh ta tôi biết được những gì đang diễn ra trong trại quân. Sự chán ghét lớn lên ngay cả tại đó. Ông thấy không, Caligula cũng điên cuồng, và hãy xem đã xảy ra chuyện gì. Nảy sinh ra Cassius Seraea, đó là một hành động kinh khủng mà chắc chắn trong đám chúng ta không một ai ca ngợi. Thế nhưng chính Seraea đã giải thoát cho thế gian tránh khỏi một con quái vật. Nghĩa là, ông Petronius đáp lại, ông nói thế này, tôi không ca tụng Seraea, nhưng đó là một con người tuyệt vời và cầu sao các thần linh cho chúng ta thật nhiều người như thế. Nhưng Savinus đã thay đổi câu chuyện và đột nhiên ông ta bắt đầu ca ngợi Pison, ông ngợi cái dòng họ anh ta, sự cao quý của anh ta, tình gắn bó của anh ta đối với vợ và cuối cùng là trí óc, sự bình tĩnh và khả năng cảm hóa mọi người một cách kỳ lạ của anh ta. Hoàng đế không có con, ông nói, và tất cả mọi người đều thấy Pison là người nối ngôi. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều sẽ hết lòng giúp anh ta lên nắm chính quyền. Fannius Rufus yêu mến anh ta, dòng họ Annius hoàn toàn hết lòng với anh ta. Blossius Lateranus và Tullius Senecio vì anh ta mà sẵn sàng lao vào lửa. Cả Natalis và Subrius Flavius, cả Sulpius Asper lẫn Afranius Quincianus, thậm chí cả đến Vestinus cũng thế. Cái con người cuối cùng kia sẽ chẳng mang lại gì nhiều nhặn cho Pison đâu, ông Petronius đáp. Vestinus sợ ngay cả bóng của hắn. Vestinus sợ các cơn mộng mị và ma quỷ, Savinus nói, nhưng đó là một người kiên nghị mà người ta đã rất có lý khi định phong làm chấp chính quan. Còn chuyện trong thâm tâm ông ta chống lại việc truy nã tín đồ Thiên Chúa thì cũng không nên trách ông ta, vì ngay cả ông nữa cũng mong sao những sự điên rồ kia chấm dứt cho rồi. Không phải tôi mà là Vinicius, ông Petronius nói. Vì Vinicius, tôi muốn cứu sống một người thiếu nữ nhưng không thể, bởi tôi hết được hưởng những ưu ái của Ahenobarbus. Sao lại thế? Thế ông không nhận thấy rằng hoàng đế đã xích lại gần ông và bắt đầu trò chuyện cùng ông đó sao? Tôi xin nói tại sao. Đó là vì ngài sửa soạn đi Achai, nơi ngài sẽ hát những bài ca Hy Lạp do chính ngài soạn. Ngài nóng lòng muốn ra đi thực hiện chuyến viễn du này, nhưng ngài lại run khi nghĩ tới tính tình ưa chăm chọc của người Hy Lạp. Ngài hình dung rằng hoặc là ngài gặp một thắng lợi huy hoàng nhất, hoặc sẽ gặp một thất bại đau đớn nhất. Ngài cần có lời khuyên tốt và ngài hiểu rằng không ai có thể hơn ông trong việc cho ngài những lời khuyên ấy cả. Đó là lý do vì sao ông lại được ưu ái. Lucan có thể thay tôi. Râu đỏ căm ghét chàng ta và trong thâm tâm đã ghi cho chàng bản án tử hình.
Nhưng Ngài chỉ còn tìm cớ, vì bao giờ Ngài cũng tìm cớ, Lucan cũng hiểu rằng phải nhanh chân lên. Thề có Castor, ông Petronius nói, có thể là thế, nhưng tôi còn một cách khác nữa để nhanh chóng lại được ưu ái hơn. Cách gì? Đó là lặp lại với Râu Đỏ những điều mà ông vừa nói cùng tôi. Tôi có nói gì đâu, Servinus lo lắng kêu lên. Nhưng ông Petronius đã đặt tay lên vai ông ta. Ông đã gọi hoàng đế là thằng điên. Ông đã thấy trước sự kế vị của Pison và chính ông đã nói, Lucan hiểu rằng phải nhanh chân lên. Các vị muốn vội vàng làm gì thế, thưa Carissime? Servinus tái người đi và một hồi lâu cả hai người nhìn chăm chăm vào mắt nhau. Ông sẽ không lặp lại đâu. Thề có bộ đùi của nữ thần Kyprida. Ông hiểu tôi lắm. Không, tôi sẽ không lặp lại đâu. Tôi chẳng nghe thấy gì hết mà cũng chẳng hề muốn nghe gì cả. Ông hiểu chứ? Cuộc sống quá ngắn ngủi để có thể nhọc công lo lắng chuyện gì. Tôi chỉ xin ông ngày hôm nay hãy đến thăm Tigellinus và trò chuyện với hắn về bất cứ chuyện gì ông muốn, chỉ cần cũng lâu bằng thời gian trò chuyện cùng tôi. Để làm gì? Để khi Tigellinus bảo tôi Servinus đã tới thăm ông, tôi có thể đáp lại hắn cùng ngày hôm ấy ông ta cũng đến chỗ ông đấy thôi. Nghe thấy thế, Servinus bẻ gãy chiếc gậy bằng ngà voi mà ông ta đang cầm trong tay rồi đáp, cầu cho vận rủi rơi vào cây gậy này, hôm nay tôi sẽ tới thăm Tigellinus, rồi sẽ dự tiệc ở nhà Nova, cả ông nữa cũng sẽ tới đó. Dù sao cũng xin tạm biệt, lại gặp nhau vào ngày kia ở nhà hát, nơi những người Thiên Chúa Giáo còn sống sót sẽ ra mắt. Tạm biệt. Ngày kia, còn lại một mình, ông Petronius nhắc lại, không còn thì giờ để phí nữa. Quả thực Ahenobarbus cần ta tại Achai, rất có thể hắn sẽ lưu ý tới ta, và ông quyết định sẽ thử đến phương sách cuối cùng. Quả thực, trong bữa tiệc tại nhà chàng Nova, hoàng đế yêu cầu ông Petronius nằm đối diện với ngài, bởi ngài mới được trò chuyện cùng ông về Achai và về những thành phố mà ngài có thể biểu diễn, với hy vọng thu được thành công lớn nhất. Ngài lo nhất là những người Athens mà ngài vẫn sợ. Các vị cận thần khác lắng nghe câu chuyện, cố nắm bắt vài mẫu ý kiến của ông Petronius để sau này nhét nó vào lời của mình. Ta cảm thấy cho tới nay ta chưa hề sống, Nero nói, và ta sẽ được chào đời ở Hy Lạp. Hoàng thượng sẽ được sinh ra để đón nhận niềm vinh quang mới cùng sự bất tử. Ông Petronius đáp, ta tin rằng sẽ xảy ra đúng như thế và thần Apollon sẽ không tỏ ra ghen tị. Nếu ta quay về với niềm vinh quang, ta sẽ dâng lên thần những vật tế hiến mà chưa từng có vị thần nào được hưởng từ trước đến nay. Servinus bắt đầu lặp lại lời thơ của Horatius. Sicta diva potens scripti sic fratris Helenae Lucida sidera ventorum qui regat pater. Chú thích Latin, chính nữ vương thần kỳ đảo Ship, chị em của Helena, sáng láng tinh cầu, mã nổi gió đẩy thuyền đi. Hết chú thích. Tàu đã đổ ở Neapolis, hoàng đế nói, ta muốn ra đi ngay ngày mai. Nghe thấy thế, ông Petronius nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt Nero nói, tâu thánh thượng, xin người hãy cho phép thần tổ chức một tiệc cưới, mà trước tất cả những người khác, thần kính mời hoàng thượng tới tham dự. Tiệc cưới à, của ai? Nero hỏi. Vinicius cưới công chúa của vua người Ligi và là con tin của người, mặc dù hiện nay nàng còn đang ở trong ngục, nhưng trước hết là một con tin, nàng lẽ ra không phải chịu giam giữ. Hai nữa, chính người đã cho phép Vinicius cưới nàng, mà những lời phán quyết của người giống như phán quyết của chính Zeus là không thể rút lại được. Vậy nên người sẽ ra lệnh thả nàng ra khỏi ngục và trả nàng lại cho vị hôn phu.
Dòng máu lạnh và sự bình tĩnh cả tin vào bản thân thể hiện khi ông Petronius nói đã chế ngự Nero, kẻ luôn luôn bị chế ngự những khi ông nói với ngài theo cách ấy. Ta biết, ngài đáp, mắt cụp xuống, ta vẫn nghĩ đến nàng và tên khổng lồ đã bóp chết Croton. Vậy thì cả hai sẽ được sống, ông Petronius bình thản đáp. Nhưng Tigellinus đã đến cứu ông chủ của hắn. Cô ta bị giam cũng theo mệnh lệnh của hoàng thượng, mà chính ông, hỡi Petronius, đã nói rằng lời phán quyết của người là không thể rút lại được. Tất cả những người có mặt biết chuyện Vinicius và Lygia đều hiểu rõ rằng đang đề cập đến việc gì, vậy nên họ thảy đều nín lặng tò mò, chờ xem câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Cô ta bị giam là do sơ suất của ông, do ông kém hiểu biết luật lệ của các dân tộc, ngược với ý chí của hoàng thượng, ông Petronius quật lại, cố ý nhấn mạnh. Tigellinus hỏi, ông là một kẻ ngây thơ, nhưng chắc ông cũng sẽ không thể khẳng định rằng cô ta đã đốt cháy Rome, vì nói cho cùng, dù ông có khẳng định như thế, hoàng thượng cũng chẳng tin nào. Nhưng Nero đã kịp trấn tĩnh và đang hấp hấy đôi mắt cận thị với một vẻ cấu kỉnh vô chừng. Petronius nói đúng. Lát sau ngài phán, Tigellinus nhìn ngài ngạc nhiên. Petronius nói đúng, Nero lặp lại. Ngày mai cổng nhà tù sẽ mở ra cho cô ta. Còn về bữa tiệc cưới thì chúng ta sẽ bàn vào ngày kia tại nhà hát. Ta lại thua cuộc rồi, ông Petronius nghĩ thầm. Và quay trở về nhà, ông tin chắc rằng thế là chấm hết cuộc đời Lygia. Và ngày kia ông sẽ phái một người nô lệ giải phóng tới nhà hát để thỏa thuận với viên quản nhà xác về việc trả lại xác nàng, bởi ông muốn mang xác nàng về cho Vinicius. Chương 66. Kể từ thời Nero, những buổi biểu diễn đêm, cả ở hí trường cũng như nhà hát, mới đi dần vào phong tục, chứ trước kia chúng rất hiếm hoi và chỉ được tổ chức như những ngoại lệ. Đám cận thần thì thích các buổi diễn ban đêm vì thường thường sau đó lại có những bữa tiệc và cuộc say sưa kéo dài đến tận sáng. Mặc dù dân chúng đã quá bão hòa với chuyện đổ máu, nhưng khi loan truyền tin là hội thi đã đến lúc chót và những người Thiên Chúa giáo cuối cùng sẽ được chết trong buổi diễn đêm, thì những đám đông hàng bao người liền kéo nhau tới nhà hát. Đám cận thần đủ mặt không thiếu một ai vì tất cả đều hiểu rằng đây sẽ không phải một buổi diễn bình thường và hoàng đế đã nhất quyết sẽ bày cho mình một cảnh bi kịch từ nỗi đau của Vinicius. Tigellinus giữ bí mật về loại khổ hình sẽ dành cho vị hôn thê của chàng hội dân quan trẻ tuổi, nhưng chính điều đó chỉ càng làm tăng sự háo hức chung mà thôi. Những người trước kia từng được gặp Lygia ở nhà ông bà Plosius, giờ đây kể lại những điều huyền thoại về sắc đẹp của nàng. Những người khác quan tâm trước nhất đến câu hỏi liệu hôm nay có thực họ sẽ được trông thấy nàng trên võ đài không, vì nhiều người trong bọn họ được nghe câu hoàng đế trả lời ông Petronius ở nhà chàng Nova đã giải thích nó theo cách khác nhau. Một số người cho rằng hoàng đế sẽ trả hoặc thậm chí đã trả nàng trên nữ cho Vinicius. Người ta nhắc lại cho nhau rằng nàng là một con tin, nàng có quyền thờ kính vị thần nào mà nàng thích. Hơn nữa, luật các dân tộc không cho phép trừng phạt nàng. Nỗi pháp phỏng, sự chờ đợi và háo hức chế ngự tất cả người xem. Hoàng đế đến sớm hơn lệ thường. Và cùng với khi ngài đến, người ta bắt đầu thì thầm với nhau rằng quý nhất định sẽ diễn ra một điều gì khác thường. Vì ngoài Tigellinus và Vatinius, hoàng đế còn có Cassius tùy tùng, đó là một viên centurion có thân hình khổng lồ và sức lực khổng lồ mà hoàng đế chỉ đem theo những khi cần đến một vệ sĩ bên mình, như những khi ngài muốn tiến hành những chuyến vi hành ban đêm ở khu Sumura, nơi ngài thường diễn trò chơi được gọi là Sagatio, tức là trò tung những người phụ nữ bắt
được trên đường lên không trong những chiếc áo choàng binh sĩ. Người ta cũng nhận ra rằng ngay trong nhà hát cũng đã bố trí những biện pháp đề phòng, bọn lính cấm vệ canh gác được tăng thêm, còn chỉ huy chúng không phải là một viên centurion mà chính là hộ dân quan Subrius Flavius, nổi tiếng xưa nay vì gắn bó một cách mù quáng với Nero. Khi ấy người ta hiểu rằng bằng mọi cách hoàng đế muốn được bảo hiểm chống lại sự bùng nổ cơn tuyệt vọng của Vinicius, và thế là sự háo hức càng tăng thêm. Mọi cái nhìn đều chăm chú hướng về chỗ chàng hôn phu bất hạnh đang ngồi, chàng nhợt nhạt vô cùng, trán đọng những giọt mồ hôi, và giống như những người xem khác, chàng cũng phấp phỏng, nhưng lo lắng đến tận đáy lòng. Bản thân ông Petronius cũng không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nên khi về từ nhà Nerva quay về, ông không nói gì mà chỉ hỏi chàng có sẵn sàng chịu đựng mọi thứ hay chưa, và sau đó hỏi chàng có đến dự buổi diễn không? Vinicius trả lời cả hai câu hỏi bằng lời đáp có, nhưng thực ra khi ấy chàng như bị kiến bò khắp người, bởi chàng đoán được rằng không phải vô cớ mà ông Petronius lại hỏi thế. Suốt thời gian gần đây, bản thân chàng cũng sống như chỉ bằng nửa cuộc đời. Bản thân chàng cũng đã chìm vào cái chết và đã cam chịu với cái chết của Lygia. Vì đối với họ, cái chết vừa là sự giải thoát, vừa là lễ cưới. Song lúc này đây, chàng hiểu rằng nghĩ trước về giây phút cuối cùng như một sự yên tĩnh thiếp đi là một chuyện, còn đi để tận mắt nhìn những nỗi cực hình của sinh linh thân yêu hơn cả cuộc đời mình lại là chuyện khác. Tất thảy những nỗi đau đớn mà chàng đã trải qua từ trước tới nay đều lên tiếng trong lòng chàng một lần nữa. Nỗi tuyệt vọng đã yên đi rồi nay lại gào thét trong lòng, và hệt như ngày xưa, chàng lại muốn cứu Lygia bằng mọi giá. Ngay từ sáng sớm, chàng đã muốn lọt vào hầm giam người để biết có Lygia trong ấy hay chăng. Nhưng bọn lính cấm vệ canh gác tất cả mọi lối vào, và người ta ra những mệnh lệnh nghiêm khắc đến nỗi binh lính, ngay cả những người quen biết, cũng không dám nhượng bộ chàng. Dù chàng đã dùng đến cả vàng lẫn những lời cầu khẩn, Vinicius tưởng như sự phấp phỏng hồi hộp này sẽ giết chàng chết trước khi chàng trông thấy cảnh diễn. Đâu đó trong chốn sâu thẳm của trái tim chàng vẫn trăn trở nỗi hy vọng rằng có thể Lygia không có mặt trong nhà hát, và tất thảy những mối lo âu kia chỉ là vớ vẩn. Chốc chốc chàng lại gắng hết sức bám víu vào niềm hy vọng này. Chàng thầm nhủ rằng Đức Chúa Christus rất có thể đã cứu nàng thoát khỏi nhà ngục, nhưng dù sao cũng không thể cho phép nàng phải chịu nhục hình trong hí trường. Trước đây chàng buông thả mọi việc theo ý Chúa, giờ đây khi bị xua đuổi khỏi cửa phòng giam, phải quay trở về chỗ ngồi của mình trong nhà hát, khi mà qua những cái nhìn tò mò của mọi người đang hướng về phía chàng, chàng nhận ra rằng những điều dự cảm kinh khủng nhất có thể sẽ thành sự thật. Chàng lại bắt đầu thầm cầu khẩn người trong lòng với một nỗi nhiệt thành gần như đe dọa, xin người hãy cứu lấy nàng, Chúa có thể cứu nàng cơ mà, chàng lặp lại, tay siết chặt một cách đau đớn, Chúa có thể. Trước kia chàng không hề nghĩ rằng khi giây phút ấy trở thành sự thật, nó sẽ kinh khủng đến thế. Giờ đây không còn hiểu nổi những gì đang xảy đến với mình, nhưng chàng vẫn có cảm giác rằng nếu phải trông thấy những cực hình của Lygia, lòng kính yêu của chàng có thể sẽ biến thành lòng căm thù, lòng tin của chàng có thể sẽ thành nỗi tuyệt vọng. Đồng thời chàng lại sợ hãi trước cảm giác ấy, bởi chàng sợ sẽ xúc phạm đến Chúa Christus, người mà chàng đang khẩn cầu tình thương và một điều kỳ diệu. Chàng không còn dám cầu xin cuộc sống của nàng, mà chỉ muốn nàng được chết trước khi chúng mang nàng ra đấu trường. Và từ vực thẳm không cùng của nỗi đau, chàng thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng, dù sao xin Chúa cũng chớ từ chối tôi điều ấy, tôi sẽ yêu kính Chúa hơn đã kính yêu người từ trước đến nay. Cuối cùng, những ý nghĩ của chàng hỗn loạn như những làn sóng bị một cơn gió lốc đuổi xua. Thức dậy trong lòng chàng sự thèm khát được trả thù và đòi máu.
Chàng cũng muốn lao vào Nero và bóp cổ hắn trước mặt tất cả những người xem, song đồng thời chàng lại cảm thấy khát vọng kia xúc phạm Đức Chúa Christus và vi phạm những điều răn của Chúa. Chốc chốc, lướt qua đầu chàng những ánh chớp của niềm hy vọng rằng tất thảy những gì đang khiến cho tâm hồn chàng run rẩy sẽ bị một bàn tay toàn năng và nhân ái lật ngược lại. Song những ánh chớp ấy lại tắt ngấm ngay lập tức trong một nỗi tiếc hận vô bờ rằng chính Đức Christus, người mà chỉ cần dùng một lời thôi cũng có thể phá tan tành hí trường này và cứu thoát Lygia, đã bỏ mặc nàng, dù chàng đã từng tin tưởng và kính yêu người với tất cả sức mạnh của trái tim trong sạch của mình. Và chàng nghĩ tiếp rằng nàng đang nằm trong cái hố giam tối tăm kia, yếu ớt, không chút vũ khí tự vệ, bị bỏ mặc cho bọn cai ngục đã thú hóa. Rất có thể nàng đang trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc ấy, chàng phải chờ đợi một cách bất lực trong cái nhà hát khủng khiếp này. Không hiểu bọn chúng đã nghĩ ra cho nàng nỗi khổ hình nào mà lát nữa chàng mới được trông thấy. Rốt cuộc, giống như một người đang rơi vào vực thẳm, cố bám víu lấy tất thảy những gì mọc quanh miệng vực, chàng cũng cố sức níu chặt ý nghĩ rằng chỉ duy nhất lòng tin mới cứu nổi nàng, và thực ra cũng chỉ còn mỗi một cách ấy mà thôi. Chính ông Piot chẳng đã từng nói rằng lòng tin có thể lay chuyển cả trái đất đó sao? Do vậy, chàng cố gắng tập trung tư tưởng, bóp chết trong lòng nỗi ngờ vực, toàn bộ con người mình được chàng gói gọn trong một lời thôi, tôi tin, và chàng chờ phép mầu nhiệm. Nhưng cũng giống như dây đàn căng quá phải đứt, sự nỗ lực đã khiến chàng kiệt sức, màu trắng nhợt nhạt của xác chết bao phủ mặt chàng, có thể chàng cứng đờ ra. Chàng chợt nghĩ rằng lời cầu khẩn của chàng đã được nghe thấu bởi chàng đang được chết. Chàng ngỡ như Lygia đã chết rồi và bằng cách ấy Chúa Christus đã mang họ đến cùng nhau. Võ đài, những tà áo toga màu trắng của những người xem đông không kể xiết, ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn và bó đuốc tất thảy đều biến khỏi mắt chàng. Nhưng sự kiệt sức ấy không kéo dài lâu, lát sau chàng tỉnh dậy, hay nói đúng hơn, tiếng dẫm chân vì sốt ruột của khán giả đã đánh thức chàng. Anh ốm mất rồi, ông Petronius bảo chàng, hãy bảo chúng nó khiêng anh về nhà đi thôi. Và không cần để ý hoàng đế sẽ nói gì về việc ấy, ông đứng dậy cho Vinicius tựa vai và bước ra cùng chàng. Trái tim ông tràn ngập tình thương xót, hơn nữa điều khiến ông không sao chịu nổi là hoàng đế nhìn chằm chằm qua viên bích ngọc vào Vinicius, khoái chí theo dõi nỗi đớn đau của chàng. Có thể là để sau này sẽ mô tả lại trong những khổ thơ thống thiết được công chúng hoan hô. Vinicius lắc đầu, chàng có thể chết ngay tại nhà hát này nhưng chàng không thể bỏ nó mà đi. Vả chăng buổi diễn cũng chỉ còn vài phút nữa sẽ bắt đầu. Chính vào lúc ấy, viên đô trưởng ném mạnh chiếc khăn đỏ xuống trước mặt. Thấy hiệu lệnh đó, chiếc then cửa đối diện với bục ngồi của hoàng đế rít lên ken két và bác Ursus từ một vực thẳm tối tăm bước ra đấu trường được chiếu sáng rực. Người khổng lồ hấp háy mắt, chắc hẳn bác bị trói bởi ánh sáng của đấu trường, rồi bác bước tới chính giữa, nhìn khắp bốn chung quanh dường như muốn tìm hiểu xem mình sẽ phải đương đầu với thứ gì. Tất cả các vị cận thần và phần lớn khán giả đều biết rằng chính con người này đã bóp chết Croton, nên trông thấy bác, tiếng xì xào lan khắp các hàng ghế. Ở Rome không thiếu chi những võ sĩ to lớn vượt xa kích thước bình thường của con người. Nhưng mắt dân Quirit chưa từng được trông thấy một cơ thể lực lưỡng nhường kia. Bên cạnh người đàn ông Ligi này, Cassius, đứng trên bục sau lưng hoàng đế có vẻ như một người nhỏ bé. Các vị nguyên lão, các ni cô đồng trinh, hoàng đế, đám cận thần và dân chúng đều ngắm con người này với sự thán phục
của những kẻ sàng sỏi và những người hâm mộ. Họ ngắm hai cái đùi khổng lồ to như hai thân cây, ngắm vòng ngực tựa như hai chiếc khiên gộp lại, ngắm hai cánh tay như của chàng Hercules. Tiếng trầm trồ mỗi lúc một lớn, đối với những đám người này, hình như không thể có khoái lạc nào lớn hơn là được nhìn những bắp thịt kia trong cuộc đấu, trong trò chơi, trong sự đọ sức. Tiếng xì xào biến thành những tiếng kêu và những câu hỏi nóng nảy, xem bộ lạc đã sản sinh ra những người khổng lồ nhường kia. Sinh sống tại đâu? Còn bác, đứng giữa nhà hát trần truồng giống một pho tượng khổng lồ bằng đá hơn giống người, với nét mặt của một người dân man dã vừa căng thẳng vừa đượm buồn. Và khi nhìn thấy cái đấu trường trống rỗng, bác đưa cặp mắt xanh thẳm như mắt trẻ con của mình, lúc nhìn người xem, lúc nhìn hoàng đế, lúc lại nhìn song sắt của các hầm giam, nơi mà bác chờ đợi sẽ xuất hiện những tên đao phủ. Lúc bước ra đấu trường, trái tim chất phác của bác vẫn hãy còn rung lên lần cuối bởi nỗi hy vọng sẽ có cây thập tự đang chờ bác. Nhưng khi không nhìn thấy cây thập tự, không nhìn thấy cái hố đào sẵn, bác nghĩ rằng mình hẳn là không xứng với cái ân huệ kia và bác sẽ phải chết một cách khác, chắc hẳn là chết bởi dã thú. Không có vũ khí trong tay, bác quyết định sẽ chịu chết cho xứng với một tín đồ của con chiên, bình thản và nhẫn nại. Lúc này bác còn muốn được cầu nguyện đấng cứu thế, nên bác bèn quỳ xuống đấu trường, vòng tay và ngước mắt nhìn lên các vì sao đang nhấp nháy qua lỗ thông thiên của hí trường. Dáng điệu ấy không vừa mắt người xem, người ta xem đã quá no mắt những tín đồ Thiên Chúa chết như những con cừu rồi. Người ta hiểu rằng nếu người khổng lồ kia không muốn tự vệ thì chẳng còn cảnh tượng gì hay ho nữa cả. Đây đó vang lên tiếng xuyệt, một số người bắt đầu gọi đám đốc chiến, bọn này có nhiệm vụ đánh đòn những đấu sĩ không chịu chiến đấu. Tuy nhiên một lúc sau tất cả lại ắng đi vì chưa ai biết điều gì đang chờ người khổng lồ. Và liệu bác ta có muốn chiến đấu chăng, một khi phải đương đầu với cái chết? Quả thực người ta chẳng phải chờ lâu, đột nhiên tiếng kèn đồng ván ốc vang lên và cùng với hiệu lệnh ấy, cánh cửa có song sắt đối diện với bục ngồi của hoàng đế mở ra, và trong tiếng hò reo của bọn canh thú, một con bò rừng xứ Germania lao ra đấu trường, mang trên đầu một thân hình phụ nữ trần truồng. Lygia, Lygia, Vinicius thét lên, rồi chàng đưa cả hai bàn tay tóm chặt lấy tóc quanh thái dương, người cuộn gập lại, giống như một kẻ chợt cảm thấy mũi giáo đâm trúng vào mình, và chàng lắp đi lắp lại mãi bằng một giọng khàn đặc, không còn giống tiếng người nữa. Con tin, hỡi Đức Chúa Christus, phép màu. Thậm chí chàng không nhận thấy rằng đúng vào lúc ấy, ông Petronius dùng tà áo toga phủ lấy đầu chàng. Chàng ngỡ như cái chết hay nỗi đau đớn đã che lấy mắt chàng. Chàng không nhìn, không thấy gì hết. Chàng chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng đến kinh hoàng. Đầu óc chàng không còn một ý nghĩ nào nữa, chỉ có môi chàng cứ lặp đi lặp lại như hóa dại. Con tin, con tin, con vẫn tin. Nhà hát câm lặng, đám cận thần đứng bật hết cả dậy vì trên đấu trường chợt xảy ra một chuyện phi thường. Bác đàn ông người Ly-ghi vừa nhẫn nhục và sẵn sàng chờ chết kia, khi trông thấy công chúa của bác trên cặp sừng con thú dữ, bật ngay dậy như phải bỏng và cắm đầu chạy tắt ngang đón đầu con vật đang nổi cơn điên. Tất cả các lồng ngực đều bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, rồi sau đó im phăng phắc. Trong khi ấy, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông Ly-ghi đã xông vào túm chặt đôi sừng con bò tót đang lồng lên. Nhìn kìa, ông Petronius kêu lên, giật phát tà áo toga ra khỏi đầu Vinicius. Chàng nhổm dậy, ngã về sau khuôn mặt nhợt nhạt như màu vải mộc của mình và nhìn lên đấu trường với một cái nhìn như bằng thủy tinh không hồn. Tất cả các lồng ngực ngừng thở, trong nhà hát có thể nghe cả tiếng một con ruồi bay ngang qua, người ta không còn tin vào mắt nữa, mình nữa. Rome, mặc Rome mà chứ chưa bao giờ người ta trông thấy cảnh tượng giống thế này.
Người đàn ông Ly Ghi vẫn ghi chặt lấy sừng con vật chân bác ngập trong cát đến trên mắt cá, lưng bác gồng lên như một dây cung đã căng hết sức, căng hết mức, đầu bác chìm giữa hai ổ vai, những bắp thịt nổi cuồn cuộn trên hai cánh tay đến mức làn da như sắp bị toạc ra dưới sức căng của chúng. Song bác đã ghìm được con bò tót đứng im một chỗ, cả người lẫn vật đều đứng im bất động, khiến những người đang nhìn ngỡ như họ đang trông thấy một bức tranh diễn tả chiến công của dũng sĩ Hercules hay chàng Theseus, hoặc một nhóm tượng tạc bằng đá. Nhưng trong thế đứng yên ấy có thể thấy rõ sự căng thẳng đến kinh khủng của hai sức mạnh đang chọi nhau. Con bò tót cũng giống như người, chân ngập sâu vào cát, thân mình đầy lông lá bờm sờm màu tối sẫm của nó co cuộn lại trông giống như một quả cầu khổng lồ. Kẻ nào sẽ kiệt sức trước đây? Kẻ nào sẽ gục ngã trước đây? Đó là câu hỏi mà vào giây phút này đối với những khán giả say mê những trận đấu kia còn quan trọng hơn chính số phận của họ, quan trọng hơn toàn bộ La Mã cùng sự thống trị của nó đối với toàn thế giới. Người đàn ông Ly Ghi kia đối với họ giờ đây là một vị nửa thần thánh, đáng thờ kính và tạc tượng. Chính hoàng đế cũng đứng dậy khi nghe kể về sức lực của con người này. Ngài cùng với Tigellinus đã cố tình sắp đặt cảnh chiến đấu kia và giễu cợt bảo nhau: hãy để cho kẻ đã giết chết Croton chiến thắng con bò tót mà chúng ta chọn cho hắn. Giờ đây cả hai bàng hoàng nhìn bức tranh đang bày ra trước mắt, dường như không thể tin được rằng đó lại là sự thật. Trong nhà hát có thể thấy những người giơ cả hai tay lên trời rồi cứ để nguyên trong tư thế ấy, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán những người khác, dường như chính họ đang ghìm nhau với con vật. Cả hí trường chỉ còn nghe tiếng réo phù phù của ngọn lửa trong các đèn thắp sáng và tiếng xào xạc khe khẽ của những hòn than rơi từ những bó đuốc, tiếng nói chết lặng trên môi khán giả. Trái tim họ đập trong ngực như muốn phá bung nó ra. Tất thảy mọi người ngỡ rằng cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài hàng thế kỷ. Còn người và vật vẫn cứ đứng như thế trong một sự gắng sức kinh khủng, dường như cả hai đều bị chôn chặt vào đất vậy. Đột nhiên một tiếng rống gầm, rống trầm đục tựa như tiếng rên rỉ bật ra từ đấu trường, tiếp theo là một tiếng kêu bật ra từ tất cả mọi lồng ngực, rồi lại im lặng hoàn toàn. Người ta ngỡ như đang nằm mơ, vì kia cái đầu quái đản của con bò tót bắt đầu bị xoay dần đi trong hai cánh tay thép của người dân man dã. Cả mặt, cả cái cổ và đôi vai của người đàn ông Ly Ghi đỏ tía như màu lụa tía. Lưng bác cong vòng lại hơn nữa. Rõ ràng bác đang thu nốt cuối cùng trong cái sức mạnh siêu nhiên của mình. Nhưng sức lực ấy chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa. Tiếng rống của con bò tót mỗi lúc một trầm đục hơn, khàn khàn hơn và đau đớn hơn, hòa với tiếng thở như rít lên của lồng ngực người khổng lồ. Đầu con vật mỗi lúc một thêm vặn đi, từ mồm nó thè ra chiếc lưỡi dài đầy bọt. Một lúc sau, vọng tới tai những khán giả ngồi gần như có tiếng xương bị bẻ gãy, rồi con vật đổ lăn ra đất và cái cổ bị vặn gãy. Khi ấy, người khổng lồ trong nháy mắt tháo sợi dây thừng ra khỏi đôi sừng của nó và đỡ lấy nàng trinh nữ trên tay, bác bắt đầu thở dốc. Mặt bác tái nhợt, tóc dính bết mồ hôi, cổ và vai ướt rượt như bị té nước. Bác đứng một lúc như nửa tỉnh nửa mê rồi sau đó ngước mắt lên nhìn công chúng. Nhà hát như hóa điên. Những bức tường của tòa nhà bắt đầu rung lên bởi tiếng gào thét của hàng vài chục nghìn người xem. Từ khi bắt đầu các cuộc thi đấu, người ta chưa từng thấy nhiệt tình như thế bao giờ. Những người ngồi ở các hàng ghế trên rời bỏ ghế của mình để len xuống dưới, chen chúc nhau ở những lối đi giữa các ghế ngồi để được ngắm gần hơn nữa chàng lực sĩ. Khắp nơi rền vang những giọng nói say sưa, bướng bỉnh đòi tha cho bác. Những tiếng nói này nhanh chóng chuyển thành một tiếng kêu đồng thanh. Người khổng lồ ấy đã trở thành một kẻ thân yêu và là nhân vật số một của Rome đối với đám dân chúng vốn chuộng sức mạnh cơ bắp kia.
Bác cũng hiểu được rằng đám đông đang đòi người ta tha chết và trả lại tự do cho bác. Nhưng rõ ràng bác không chỉ lo cho bản thân mình. Bác nhìn quanh một lúc rồi tiến lại gần bục hoàng đế ngồi và vừa lắc lư thân thể cô gái trên đôi cánh tay vươn ra. Bác vừa ngước mắt đầy những lời cầu khẩn van lên, dường như bác muốn nói: xin các người hãy rủ lòng thương nàng với, xin hãy cứu lấy nàng, tôi làm điều ấy chính vì nàng. Khán giả hiểu rất rõ điều bác yêu cầu. Cảnh tượng cô gái đang ngất giống như một đứa trẻ con bên cạnh thân hình lực lưỡng của người đàn ông Ligi đã khiến cho đám đông xúc động. Ngay cả các vị hiệp sĩ và nguyên lão, thân hình nhỏ bé của nàng trắng như một dải lụa, sự ngất xỉu của nàng, nỗi nguy hiểm kinh khủng mà bác khổng lồ kia vừa cứu nàng thoát khỏi. Và cuối cùng là sắc đẹp của nàng cùng sự gánh bó của bác đã rung động những trái tim. Một số người nghĩ rằng đó là người cha đang cầu xin lòng thương xót cho con mình. Tình thương bỗng bùng lên như ngọn lửa. Người ta đã quá chán ngán máu, chết chóc và những cực hình. Những tiếng nói nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu kêu lên xin tha cho cả hai người. Trong khi ấy, bác Ursus đi vòng quanh đấu trường và vừa ru đưa cô gái trên đôi cánh tay, bác cầu khẩn mạng sống cho cô gái bằng cử chỉ và ánh mắt. Vinicius đột ngột bật lên khỏi chỗ ngồi, nhảy vọt qua hàng rào ngăn cách những chỗ ngồi đầu tiên với đấu trường, chạy đến bên Lygia và dùng manh áo toga che cho tấm thân lõa lồ của nàng. Rồi chàng xé toạc chiếc áo tunica trên ngực, phô ra các vết sẹo còn lưu lại sau những vết thương mà chàng đã chịu đựng trong cuộc chiến tranh Armenia, và chàng chìa hai tay cho dân chúng. Khi ấy, nỗi nhiệt tình của đám đông vượt hết mọi khuôn khổ mà người ta thường gặp trong các nhà hát. Đám tiện dân bắt đầu dẫm chân và hú lên. Những tiếng đòi tha biến thành lời đe dọa. Dân chúng đã ủng hộ không chỉ người lực sĩ mà đã đứng ra bảo vệ cả nàng trinh nữ, chàng chiến sĩ và tình yêu của họ. Hàng nghìn khán giả quay về phía hoàng đế với những ánh giận dữ lóe lên trong mắt và những nắm tay siết chặt. Hoàng đế vẫn do dự và lần trần. Thực ra ngài không căm ghét gì Vinicius và cũng chẳng có lợi lộc gì trong cái chết của Lygia. Nhưng ngài muốn được trông thấy thi thể cô gái bị đôi sừng của con bò tót xuyên thủng qua hay bị xé nát bởi nanh vuốt thú dữ. Cả tiếng dã man cùng trí tưởng tượng đồi bại và những nỗi khát khao đồi bại của ngài tìm được một nỗi khoái lạc nào đó trong những cảnh tượng như thế. Nghĩ thế, cơn giận chợt hiện ra trên bộ mặt đã phát phì của ngài. Lòng tự ái không cho phép ngài chiều theo ý muốn của công chúng. Đồng thời, do tính hèn nhát bẩm sinh, ngài cũng không dám cưỡng lại ý muốn ấy. Cho nên, ngài bắt đầu đưa mắt nhìn xem chí ít trong đám cận thần có thấy một ngón tay nào quay ngược xuống đất ra dấu chết chóc hay chăng. Nhưng ông Petronius giữ bàn tay hướng lên trên, hơn nữa ông nhìn thẳng vào mặt ngài như thức thách thức. Vestinus mê tín nhưng lại hay ngã theo những nhiệt tình, kẻ sợ ma quỷ nhưng lại không sợ con người, cũng đang ra hiệu tha thứ. Nguyên lão nghị viện Servinus cũng thế, chàng Nova cũng thế, Tullius Senecio cũng thế. Vị thủ lĩnh tuổi tác và lừng danh Ostorius Scapula cũng thế cả Antistius, cũng thế cả Piso và Vetus, cả Crispinus, cả Minucius Termus, cả Pontius Telesinus và cả Trajanus, người nghiêm trang nhất và được dân chúng thành kính. Cũng thế, nhìn cảnh ấy, hoàng đế bỏ viên bích ngọc ra khỏi mắt với vẻ khinh mạn và bị xúc phạm, còn Tigellinus, kẻ chỉ muốn chơi khăm vì căm ghét ông Petronius, cúi xuống và nói: Tô Thánh Thượng xin người chớ lùi bước, chúng ta còn có quân cấm vệ kia mà. Nero bèn quay về phía Subrius Flavius, viên chỉ huy cấm binh, người vốn hà khắc và trung thành với ngài hết lòng, và ngài trông thấy một chuyện lạ lùng. Nét mặt của viên hộ dân quan tuổi tác trông dữ tợn nhưng lại chan chứa nước mắt, và bàn tay ông giơ lên trời ra dấu tha thứ.
Trong khi đó, những đám đông bắt đầu nổi cáu, bụi bốc lên mù mịt dưới những gót chân đang dẫm mạnh, che mờ cả nhà hát, giữa những tiếng kêu vang lên giọng thét, Ahenobarbus, thằng giết mẹ, kẻ đốt nhà. Nero hoảng hồn, trong hí trường dân chúng là người chủ toàn quyền, những vị hoàng đế tiền nhiệm, đặc biệt là Caligula thỉnh thoảng cũng tự cho phép mình đi ngược lại ý muốn dân chúng, nhưng điều ấy bao giờ cũng gây nên bạo động, thậm chí dẫn tới đổ máu. Song Nero đang ở trong một tình thế khác hẳn. Trước hết, vốn là một diễn viên và ca sĩ, ngài cần được lòng dân chúng. Thứ hai, ngài muốn dân chúng đứng về phía ngài chống lại Nguyên Lão Viện và giới quý tộc. Và hơn nữa, sau vụ đốt cháy thành Rome, ngài đang cố tìm mọi cách để thu phục lòng dân và hướng cơn giận của dân chống lại các tín đồ Thiên Chúa. Rốt cuộc, ngài hiểu rằng cưỡng lại lâu hơn nữa có thể sẽ nguy hiểm. Cuộc bạo động khởi đầu trong hí trường sẽ có thể lan ra toàn thành phố và kéo theo những hậu quả không lường trước được. Ngài còn đưa mắt nhìn Subrius Flavius một lần nữa, nhìn viên Centurion Servinus, vị nguyên lão có họ với ngài, nhìn binh lính và khi trông thấy khắp nơi là những hàng lông mày cau lại, những nét mặt xúc động và những cặp mắt đang dán chặt vào ngài, ngài làm dấu hiệu tha thứ. Khi ấy, một tràng sấm hoan hô vang động từ trên xuống dưới, dân chúng tin chắc rằng những tội nhân kia sẽ được sống. Và từ lúc này trở đi, họ đã được dân chúng bảo trợ, và ngay cả hoàng đế cũng không dám truy đuổi họ lâu hơn nữa với sự thù hằn của ngài.